đựng ve chai hả? Sáng giờ lượm được nhiều chưa băng bên? Chưa hả? Ve chai nè. Ôi lượm đi băng bên. Sao có hử băng bên lượm? Trời ơi băng bên sáng giờ lượm được ít dữ hả? Ôi nay được một lon nữa nè. Đi kiếm coi còn không chứ. Sao nay bạn pin lụm được ít quá vậy? Rồi có đủ tiền mua đồ à, mua cơm, bánh đồ ăn không? Không đủ hả? Đói bụng quá hả? Ôi ôi giờ mình ráng mình lụm chút xíu nữa đi rồi mình đi ra quầy bán mình kiếm tiền mình mua đồ ăn nha. Rồi băng pin chạy đói bụng kìa. Hả? À, mình lấy mấy cái lon ở chỗ bánh của A Lộc để mình đổi bánh đi nha. Coi A Lộc chịu không, hôm nay ít quá nha. Đây là cửa tiệm của A Lộc nha các bạn. Sáng giờ bán được nhiều không A Lộc? Sáng giờ bán ế quá. Bán ế quá hả? Không ai mua gì hết. Ờ. Ai khóc vậy? Hả? Ai vậy? Ai khóc cho mình khóc như vậy? Sao bên này mua bánh tơi? Bin ơi, A Lộc hỏi sao con khóc kìa. Sao khóc? Hả? Ôi, bạn Bin đói bụng á Lộc ơi. Nhưng mà bạn Bin lượm được ít lon quá, bạn Bin không dám lại. Sợ A Lộc có đổi bánh cho bạn Bin không? Ờ, sao đâu. Tao đưa lon cho A Lộc coi coi. Trời ơi, mặt kìa. Ôi ôi, mặt lem lúa hết trơn à. Bạn đói bụng đúng không? Bạn Bin ăn gì? Ha? Bin ăn gì A Lộc đổi cho nha. Rồi, bánh ăn nào nữa? Kem rồi, sẽ ăn ha. Anh Lộc sẽ đi cho Bin đi. Trời ơi. Trời, bạn Bin đói lắm hả? Đói lắm hả Bin? Bạn Bin đói lắm hả? Ăn đi, ừ ăn đi. Tội nghiệp quá. No chưa hả, không ăn gì nữa? Bin ăn gì nữa không? Bên ăn bánh kem, kem hả? Làm gì rồi, chưa rồi. Bánh kem đó, bánh kem đó rồi. Nè. Muỗng kẹp, bên ăn thử đi. Này, bên thử em ngon. Ngon không? Không ngon hả? Không ngon hả? Rồi kìa. Vậy? Anh Lộc bán đồ dở quá. Bánh kem chê rồi. Vậy bộ khải hàng ăn gì? Kẹo, bên ăn nào? Bên ăn gì hả? Kẹo hả? Kẹo gì hả? Kẹo. Kẹo mà thích hả? Bên thích ăn kẹo rồi. Rồi, biến xé được kìa. Biến xé được luôn hả? Xé vô. Đang biến xé không được luôn hả? Rồi nè. Đó. Nè móc ra, móc ra nè. Đó. Nè. Rồi. Ô, kẹo gì ngộ với A Lộc? Kẹo gì ngộ vậy? A Lộc quán mà A Lộc còn không biết kẹo là kẹo gì nữa. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ngon hả? Kẹo ngon hả? Tao biết quên. Chua hả? Chua hả Lộc ơi? Kẹo kỳ vậy? Rồi biến ăn gì nữa không? À kẹo siêu la xe, bánh xe, xe hơi hả? Thôi nè Bin ơi. Bin, mình xin A Lộc chút xíu bánh đi đem về cho mẹ Bin ăn nha. Đi. Nào, Bin lấy nào về cho mẹ? Đi lượm đi, đi cho trễ rồi nha, tới chiều chiều bây giờ đó nha. Rồi Bin no chưa? Chưa hả? Nó chưa? Nó chưa? Trời ơi, bạn Bin chưa đó rồi các bạn ơi. Bin ăn gì nữa nè? Trời ơi, bạn Bin đi nhiều lắm hay sao đói dữ hả Bin? Đói không hả? Đói. Cái gì nữa? Bin ăn gì nữa? Ăn không? À, đó đồ chơi hơi. Đó đồ chơi hả Lộc? Ờ, đồ chơi. Cái gì á? Gì ghê. Quá. Quá. Nói nè, tặng Bin này luôn nè, tặng cho bạn kẹt chơi luôn nha, nhà chơi bạn kẹt nha.
Rồi. Rồi lấy đi. Lấy bánh. Bánh thì cho mẹ Bin nha. À, bánh thì cho mẹ Bin ăn nè. Rồi. Bin bỏ vô bao. Được rồi. Trời ơi. Gớm gì hết chúng ta là vậy Bin. Rồi các bạn.